Mở đầu bản tin cho biết di tản khẩn cấp công dân của Pháp và châu Âu khỏi Niger. Pháp sẵn sàng di tản hàng trăm công dân của nước này và công dân châu Âu khỏi Niger vào thứ Ba, ngày 1 tháng 8, một ngày sau khi các nước láng giềng là Mali và Burkina Faso tuyên bố mọi can thiệp bên ngoài để khôi phục chính quyền bị lật đổ sẽ được coi là một tuyên bố chính thức chiến tranh. Quân đội Niger đã cố tình lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum và chính phủ vào thứ Tư tuần trước, và đây là cuộc đảo chính quân sự lớn thứ bảy trong chưa đầy 3 năm tại Tây và Trung Phi. Tổ chức Liên minh khu vực ECOWAS của khối Tây Phi đe dọa sử dụng vũ lực để khôi phục lại chức vụ của Tổng thống Niger Bazoum nếu như phía quân đội không làm điều đó trong thời gian một tuần lễ. Trong khi phía Mali và Burkina Faso láng giềng nói rằng họ sẽ bảo vệ Niger. Với nguy cơ xung đột leo thang tại Niger, Tây Ban Nha cho biết đang chuẩn bị di tản hơn 70 công dân của họ bằng đường hàng không, và Ý cũng cho biết sẽ tổ chức một chuyến bay đưa công dân của họ về nước. Riêng Đức kêu gọi công dân của mình tham gia các chuyến bay di tản chung với di dân của Pháp tại Niger. Sập cần cẩu gây chết 17 công nhân ở tiểu bang là Maharashtra của Ấn Độ. Ít nhất 17 công nhân đã thiệt mạng và một số người khác đã bị mắc kẹt sau khi một cần cẩu bị sập trong quá trình xây dựng một cây cầu vào hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 8, ở tiểu bang là Maharashtra của phía Tây của Ấn Độ. Hình ảnh đăng bởi truyền hình địa phương cho thấy thì mảnh vỡ của cần cẩu bị bắn ra trên mặt đất giữa các cột của cây cầu gần với khu vực là Sahapur, cách trung tâm tiểu bang Mumbai khoảng 50 dặm. Tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ tối theo giờ địa phương. Có 27 công nhân đang làm việc tại hiện trường. 17 người đã thiệt mạng trong tai nạn này. Người đại diện địa phương cho biết thì trong một chuyến thăm hiện trường tai nạn vào hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 8, văn phòng của Thủ tướng Modi đã thông báo viện trợ 2.430 Mỹ Kim cho gia đình của những người đã bị thiệt mạng và 608 Mỹ Kim cho những người bị thương. Bản tin kế tiếp cho biết chính quyền Myanmar ân xá cho cựu lãnh đạo là bà Suu Kyi 5 tội danh. Cựu lãnh đạo của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi đã được chính quyền của quân đội cho là ân xá 5 trong số 19 tội danh mà bà bị phía quân đội đảo chánh nắm quyền lực kết án và bị giam đến 33 năm. Thông báo trên truyền thông quốc gia vào thứ Ba ngày 1 tháng 8. Việc ân xá này sẽ giảm đi 6 năm án tù của bà, còn 27 năm sẽ bị giam giữ. Do hoạt động bảo vệ nhân quyền những giải Nobel, và bà Suu Kyi tuần trước cũng đã bị chuyển từ nhà tù sang viện quản thúc tại gia ở thủ đô Naypyidaw và đã bị giam giữ kể từ khi quân đội nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 2021. Cựu lãnh đạo của Miến Điện là bà Suu Kyi đã phủ nhận tất cả các cáo buộc mà bà bị kết án, từ kích động và gian lận bầu cử đến việc tham nhũng, và bà cũng đã đệ đơn kháng cáo chống lại các bản án này. Phía quân đội sau cuộc đảo chánh năm 2021 cũng cho là ân xá cho cựu tổng thống Win Myint, người cũng đã bị bắt cùng lúc với bà Suu Kyi. Trong một số tội danh mà ông Win Myint bị kết án có liên quan dẫn đến việc giảm 4 năm án tù. Và một nguồn tin cho biết cả cựu lãnh đạo Myanmar Suu Kyi và cựu tổng thống Win Myint sẽ bị tiếp tục bị giam giữ bởi phía quân đội. Nhiệt độ tối đa ở thành phố Phoenix lần đầu tiên trên dưới là 110 độ. Trong một tháng nay, thì ngày thứ Ba, ngày 1 tháng 8, nhiệt độ tối đa tại Phoenix, Arizona giảm dưới là 110 độ F lần đầu tiên trong một tháng, khi thành phố cuối cùng cũng nhận được một số lượng mưa cần thiết. Kỷ lục lịch sử bắt đầu vào ngày 30 Tây tháng 6. Văn phòng Dự báo Thời tiết Quốc gia NWS tại Phoenix xác nhận rằng nhiệt độ tại đây đã vượt qua mốc là 110 độ trong 31 ngày liên tiếp. Kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng 6 năm 1974, khi nhiệt độ vượt quá là 110 độ trong 18 ngày liên tiếp. Dự trù thì nhiệt độ sẽ duy trì dưới 110 độ trong hầu hết tuần, với nhiệt độ cao trở lại vào cuối tuần. Bất ngờ, CDC cảnh báo các trường hợp mắc bệnh phong gia tăng ở tiểu bang Florida. Các trường hợp bệnh phong đang gia tăng ở tiểu bang Florida, và theo thông báo từ CDC, Phòng ngừa dịch bệnh của Hoa Kỳ cho biết, cho thấy khu vực trung tâm của tiểu bang này trở thành một điểm dịch cho căn bệnh lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ gây tàn phế. Theo báo cáo được công bố vào thứ Ba của CDC đưa ra, vào năm 2020 đã có 159 trường hợp bị nhiễm bệnh phong mới tại Hoa Kỳ. Florida nằm trong số các tiểu bang có tỷ lệ ghi nhận cao nhất. Khu vực miền Trung của Florida chiếm đến 81% số ca bệnh ở tiểu bang, và trong toàn quốc số lượng bệnh phong được ghi nhận ở Hoa Kỳ giảm từ năm 2019 đến năm 2020. Riêng bệnh phong lây lan qua giọt ẩm không khí có thể gây ra sự tàn tật, bao gồm tổn thương dây thần kinh nếu không được điều trị.
Tuy nhiên, căn bệnh này có thể chữa khỏi bằng thuốc và tổn thương có thể được ngăn chặn nếu như bệnh nhân phong được chuẩn đoán kịp thời.